Liệu máy xay sinh tố công nghiệp Uniblend 712 Plus có xay được lá dứa? Lá dứa hay còn gọi là lá nếp, được biết đến với nhiều công dụng khác nhau như giảm huyết áp, cải thiện bệnh liên quan đến khớp, chống ung thư, v.v. Lá nếp được dùng trong ẩm thực, dùng như một bài thuốc và có dùng trong pha chế. Lá dứa với những đặc tính sơ cứng, không phải loại máy xay nào cũng có thể xay được. Vậy, liệu máy xay Uniblend 712 Plus có xay được lá dứa? Ta sẽ cùng xem nhé. Đầu tiên, cho lá dứa vào đầy cối, thêm 1 lít nước lọc. Xay trong 30 giây. Sau khi đã xay xong, lọc bã, lấy phần nước. Phần bã của lá dứa đã được xoay nhuyễn hoàn toàn. Ta có thể dùng nước cốt lá dứa để sử dụng trong pha chế như làm kem, làm thạch, pha chế đồ uống, v.v. Máy xay Uniblend 712 Plus. Máy xay cho các chủ quán.